Những sai lầm tai hại khi ăn cá có thể bạn chưa biết. Cá là một món ăn giàu dinh dưỡng nhưng nếu không được ăn đúng cách sẽ có hại cho sức khỏe của bạn, thậm chí có khi còn mắc bệnh nghiêm trọng. Hãy điểm qua những sai lầm khi ăn cá mà bạn nên tránh dưới đây. Không phải cá càng tươi càng tốt. Khi cá còn tươi sống, giết thịt và chế biến để ăn ngay sẽ vô tình ăn luôn cả độc tố đang tồn tại trong thịt cá chưa kịp phân giải. Ngoài ra, khi cá còn sống sẽ không diễn ra quá trình phân giải chất protein, thành phần dinh dưỡng cũng chưa chuyển hóa, hương vị cũng không phải là ngon nhất. Không ăn cá khi đói. Ăn cá khi đói bụng sẽ làm phát tác bệnh gút. Nguyên nhân là do prunin tăng và làm cho tăng axit uric, từ đó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút. Không ăn trực tiếp một cá. Cá chua dày đã khuyến cáo ăn mật cá rất dễ gây ra trúng độc, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của bạn về sau. Đặc biệt là mật cá trắm, cá chép, bởi vì trong dịch mật cá chứa độc tố có độc tính cao, có thể chịu được nhiệt, lại không bị phá hủy bởi rượu, có khả năng gây ra ngộ độc. Ăn cá sống dễ nhiễm ký sinh trùng. Khi người ăn phải thịt cá sống, tai có nhiễm ấu trùng sán dây. Các ấu trùng này sẽ xâm nhập vào ruột non và phát triển thành sán trưởng thành, có khả năng cư trú trong ruột của người suốt nhiều năm, phát triển tới chiều dài 1-2 mét và gây ra những cơn đau quằn quại. Tránh ăn đầu cá. Cá nuôi càng lâu thì hàm lượng kim loại nặng trong não càng cao, nếu ăn não cá rất có thể bị ngộ độc. Vì vậy, những người thích ăn đầu cá cần ghi nhớ cá càng lớn tuổi thì không nên ăn để tránh bị ngộ độc. Cá tốt nhất cho sức khỏe khi được nướng, bỏ lò hoặc luộc, đáng tiếc là các lợi ích của cá có thể biến mất khi nó được rán kỹ. Nếu như ăn nhiều thực phẩm rán, bạn sẽ có nguy cơ tăng cao bị bệnh tim và đột quỵ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.